Hello, xin chào mừng mọi người quay trở lại với Coin số 8 TV. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với một buổi AMA, tức là Q&A với lại dự án game Drapia. Thì tham dự với mình ngày hôm nay có anh Tú là CEO của Drapia và mình là Linda, tức là BD của Kairos và Coin số 8. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng bàn luận về dự án Drapia cũng như là các cột mốc phát triển, cũng như là lộ trình của dự án và trả lời, giải đáp các câu hỏi từ phía cộng đồng. Cho nên các bạn hãy stay tuned và theo dõi đến hết video nha. Rồi bây giờ thì anh Tú ha, anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như là về dự án của mình không? Và ý tưởng của Drapia là xuất phát từ đâu? Ok. Trước mắt, trước tiên là anh muốn cảm ơn team team Coin 68 và Linda đã tạo điều kiện cho team Drapia có buổi nói chuyện hôm nay. Thì anh cũng giới thiệu qua về bản thân và dự án một tí nhé. Thì anh thì làm trong ngành phần mềm của mình thì là cũng tầm 15 năm rồi. Thì anh cũng đang là làm founder và cũng đang làm CTO, tức là giám đốc công nghệ cho một công ty công nghệ là TDC Solution. Thì nhân sự khoảng hơn loanh quanh 200 người. Đấy. Thì mình nói về dự án Propia nhé. Thì thật ra là khi mà anh bắt đầu tìm hiểu về thị trường blockchain và biết về những chi tiết về mặt kỹ thuật ấy, từ năm 2017. Nhưng mà từ cái hồi đấy thì anh ngồi anh đọc cái paper của Bitcoin ấy, thì anh thấy nó chả liên quan gì đến mình, nó cũng chả có gì hấp dẫn, nó chỉ là một cái công cụ chuyển tiền. Thì sau đấy thì anh cũng vứt đấy, anh cũng vào xó thôi. Sau một thời gian thì lại nói đến cái vụ xuất hiện là bạn ETH. Thì một thời gian sau thì anh có ngồi anh đọc qua paper của ETH, họ có đem ra cái khái niệm về smart contract. Thì anh cũng bắt đầu để ý dần. Và đặc biệt là đến cái thời điểm năm 2019 ấy, thì 2019 thì bên lúc đấy là thị trường blockchain của mình ấy bắt đầu có những cái phát triển của thị trường DeFi ấy, Linda. Thì thật sự là lúc đấy bản thân anh và công ty đã bắt đầu là tìm hiểu một cách nghiêm túc, bắt đầu là tìm hiểu nghiêm túc về cái công nghệ blockchain. Và thật sự là một cái công nghệ nó có ứng dụng được hay không ấy, thì theo anh nghĩ là nó liên quan đến cái việc là nó có cung cấp được giá trị gì không, có application gì cho những cái tập user của nó không. Thì thật sự là anh thấy là đối với cái trend DeFi mấy năm trước thì đã thấy là blockchain crypto đã bắt đầu đi vào cuộc sống Nina. Thì đâu đấy thì lúc đấy thì bên anh mới bắt đầu đổ người vào research và bắt đầu làm một số dự án liên quan blockchain. Thì thật ra là lúc đấy thì bên anh cũng chỉ làm cái dạng là máy đo cho các khách nước ngoài thôi. Thì ví dụ như game các thứ thì bọn anh cũng làm 2-3 con game của thị trường cho thị trường nước ngoài rồi. Thật ra họ làm rất sớm nhá. Họ làm từ năm 2020 ấy, là họ đã làm game khá là ồ ạt rồi đấy. Còn anh không biết bây giờ cái thị trường bên đấy như nào. Nhưng mà anh nhớ là hồi năm 2020 là anh đã làm outsource 2 con game blockchain cho bên thị trường Hàn Quốc. Rồi đến năm 2021 thì nó là một cái duyên thôi. Là mình làm và mình research chán rồi. Thì bây giờ mình muốn làm chủ một cái sản phẩm. Thì đâu đấy thì công ty cũng đi connect, cũng đi tìm hiểu các thứ. Thì một cái duyên đấy là trong cái hội mà anh có quen biết và anh có đi chơi cùng ấy, thì là anh quen anh Đạt Gamelot ấy, anh Đạt Country Manager của Gamelot ấy. Thì đấy là những cái ấp ủ đầu tiên của Drapia là đi lên từ đấy. Thì lúc đầu thì mọi người cũng bàn nhiều lắm, bảo là làm những cái con game AAA nó khủng khiếp như này như thế kia, nhưng mà sau chốt lại thì là mình sẽ làm một cái con game mà đi vào thị trường play to earn, và đối với thị trường này thì sẽ là phải làm một con game như thế nào cho nó dễ chơi, dễ học và mọi người sẽ vừa được enjoy mà vừa kiếm được tiền, vừa earn được. Đấy là mục đích của Drapia. Và Drapia, cái tên của Drapia thì là nó bao gồm hai cái danh từ ghép với nhau, The Dragon và Utopia. Dragon thì là rồng rồi, Utopia là mảnh đất của rồng ấy.
Đấy, thì bọn anh ghép hai cái từ đấy với nhau và quyết định là đặt tên cái dự án, và cũng đặt tên cái công ty mà bọn anh found ra là Dropia. Thì là thành phần gồm có anh này, có bên Elophon, bên Elophon, và bên anh một anh nữa là bên Security. Đấy, thì team chủ chốt sẽ có là bên bên anh, và bên anh Đạt thì chuyên về làm game, anh thì sẽ điều hành chung và sẽ phụ trách về system, về audit, về blockchain, về security. Đấy, đấy là mà duyên của xuất hiện của Rapia đấy, Linh Đạt. Rồi Nghe. Linda, cảm ơn. Thật ra thì bên mình nó cũng có khá là nhiều kinh nghiệm về mảng công nghệ cũng như là tiếp xúc với blockchain từ sớm đúng không? Nhưng mà đến được với cái dự án Dropia cũng là một cái duyên. Và Linda cũng cực kỳ bất ngờ khi biết được cái xuất phát điểm của cái tên luôn. Tại vì Linda nhìn vào Dropia nhưng mà không đoán được là nó xuất phát từ hai danh từ như vậy. Cho nên là rất là thú vị ha. Rồi vậy thì hiện tại thì cái trend GameFi thì nó khá là nổi và trên thị trường thì có rất là nhiều cái dự án game. Thì mình có thể chia sẻ thêm về cái điểm mạnh của dự án Travia của mình, tức là cái unique selling points của mình đó, và vì sao là đội ngũ của mình lại rất là tự tin về Travia được không? Và đặc biệt là những cái lợi ích mà người dùng có thể nhận được khi mà sở hữu cái token DMV này. Anh đi theo từng ý Lida nhé. Cái đầu tiên là tại sao Ok. anh lại tự tin như thế về con game á. Thật ra thì làm một cái product gì đấy thì tại vì anh làm khá là nhiều product mềm thì tất nhiên là mình phải tự tin chứ em. Còn tự tin thì anh có thể định lượng ra cho em những cái thứ mà team của anh rất tự tin, bản thân công ty rất tự tin về con game này. Cái thứ nhất thì là đội ngũ ấy, anh nghĩ bây giờ công ty mình đang có một cái đội ngũ rất là mạnh về làm game, về blockchain, về security và vận hành các thứ. Bọn anh cũng vận hành những cái công ty mà tầm vài trăm người rồi, thì cái đâu đấy thì cái việc mà để sản xuất một cái thứ gì về product các thứ thì bọn anh khá là tự tin về cái đội ngũ làm game. Thì bên có anh Đạt, anh Tâm, thật sự là anh rất ngưỡng mộ về khả năng làm game của anh ấy. Còn đội ngũ về blockchain các thứ thì ra thì nếu mà thực chiến thì anh thì cũng có đến tập 4 5 năm rồi, còn thật ra nếu mà làm trong ngành game phi thì cũng là ít nhất là mình cũng làm đến ba con game rồi đấy, là hai con game của Hàn Quốc, rồi bên anh cũng hỗ trợ một con game blockchain ở đợt trước thì nữa, thì thật ra là đã làm được ba con game rồi. Đấy là điểm thứ nhất về đội ngũ. Điểm thứ hai là như hồi nãy anh có nói chuyện, nó có bàn về Linda ấy, thì là team của anh đã brainstorm rất là nhiều về cái việc ý tưởng là mình nên làm cái game như thế nào. Thì thật sự là con Dropia này thì là bên anh lấy cảm hứng từ một cái tựa game rất nổi tiếng luôn của Game Lord ngày xưa, đấy là DML, Dragon Mania Legend. Thì con game DML này thì nó cực kỳ thành công đối với Game Lord. Nó là thuộc thể loại là tycoon ấy, là game turn-based, game dễ chơi. Nhưng mà nó có tới thời kỳ đỉnh cao của nó có tới 300 triệu MAU, tức là số người chơi trong một tháng. Và nó public từ 2014 và đến nay 2021 thì MAU của nó cũng phải 8-9 triệu. Một con game mà tồn tại được 7-8 năm ấy thì anh nghĩ là một con game rất ấn tượng như nào đấy. Thì bên anh chọn cái con game Dropia từ từ cái nguồn cảm hứng là DML. Bản thân DML là một sản phẩm chất lượng và anh nghĩ là mình hoàn toàn có thể tin tưởng được về 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 hệ thống game là sẽ rất rất là ổn. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố mà trong quá trình bọn anh nghiên cứu ấy, về trong quá trình bọn anh quan sát những cái sản phẩm các thứ mà mình đã làm và thị trường ấy, thì anh thấy là cái điểm quan trọng nhất là phải 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 có game ra liên tục cho cộng đồng chơi. Thì bản thân cái con game Dropia đi theo cái hình thức là turn-based và đi theo cái hình thức là lấy cảm hứng từ DML, thì bản thân là từ trên một cái map lớn thì mình rất dễ plug in ra những cái map nhỏ để chơi. Thì lấy cảm hứng từ cái đấy thì bên anh đề ra một cái
chiến thuật mà anh em gọi nôm na đấy là Marvel Strategy. Marvel Strategy nghĩa là gì? Là nó tương tự giống như cái những cái bộ phim của Marvel ấy. Cái bộ phim cuối cùng ấy thì thật ra là nó được dẫn dắt từ rất nhiều bộ phim lẻ trước đấy. Thì bên anh cũng đi làm theo cái phong cách đấy, tức là bên anh sẽ release các game module dần dần, Linda. Thì những cái game module này thì thật ra là bên anh cũng lấy từ cái con game chính ra, và bản thân là người chơi tham gia cái những cái game module đấy thì hoàn toàn có thể là vừa play được, vừa earn được, vừa enjoy được. Có nghĩa là khi mà người dùng mà đi đến chơi con game chính thì người ta đã được educate về phong cách chơi game và cốt truyện dần dần rồi, chứ không cần phải wow bùng một phát là mình phải học, mình phải learn từ đầu một con game to khủng khiếp đấy. Đấy là về mặt chiến chiến lược và ba cái USP mà anh thấy là team khá là tự tin. Cái ý thứ hai của Linda hỏi là mày nói quá anh à, cái vụ DMV ấy, Linda. DMV bây giờ thì là trong cái design của con game bên anh ấy thì là mọi người dùng DMV ở khá là nhiều chỗ. Nó là đồng token governance nên đương nhiên nó là một vé vào chơi game rồi. Sau này thì ai muốn chơi game thì đều phải vào mình hold cái token này. Mình đầu tư một ít để mình mua một số cái item mà cần để chơi game. Còn nữa là mà token này thì mọi người sẽ vẫn dùng nó để staking được. Ngoài ra thì đối với những yếu tố mà in game ở trong Rapia ấy, thì nó cũng giống tương tự như một số cái con game play to earn khác, là DMV dùng ở một số cái chức năng quan trọng và thiết yếu cho cái việc nâng cấp và rồng và sản sinh ra con rồng mới. Trên marketplace của mình thì cũng sẽ dùng DMV để làm đồng currency chính của marketplace. Đấy. Cái cuối cùng nữa mà cái mà anh mong ước, anh mong đợi nhất là cái việc là mình đã là tham gia vào cái thế giới decentralized thì mình phải xây dựng ra thứ gọi là cái gì đấy cho cái cộng đồng có thể vote được, cộng đồng có thể định hướng được cái đường đi của con game của mình. Thì bên anh cũng phát triển là cái DAO, tất nhiên là bây giờ vẫn là early stage cho cái việc đấy thôi, là để sau này khi mà con game nó phát triển đến một mức nhất định ý, thì cộng đồng mình có thể join vào, và chính cộng đồng là những người mà vote, những người vote và những người định hướng cái hướng đi tiếp theo của con game này. Đấy. Đấy là toàn bộ những ý mà anh muốn chia sẻ với Linda coi câu hỏi vừa rồi. Ok, thì qua cái câu trả lời của anh Tú thì Linda có thể cảm nhận được cái sự vô cùng tự tin của mình luôn, tức là tự tin ở cái việc là mình hiểu cái trend, mình hiểu cái gamify, mà còn là cái sự tự tin gọi là về cái dự án của mình, về gọi là cái giá trị cốt lõi để mà mình nắm giữ được người dùng ha. Thì Linda có thể cảm nhận được cái sự tự tin của bên mình và gọi là cái sự tự hào nữa, một rất là nhiều cái sự tự hào về cái dự án mà mình build nữa. Thì cũng như là Linh Anh rất anh tự nói đi. hào. Ừ, anh rất tự hào tại vì em cứ tưởng tượng là cái việc mà mình đi đi làm thuê cho những cái team nước ngoài, xong cái đến một hôm nào đấy em được chính tay em làm một cái sản phẩm của chính mình, cái đấy nó rất là tự hào cho em. Cái đấy nó thật sự là rất là tuyệt vời, Linh Đạt. Tự hào mà còn gọi là tâm huyết của mình nữa đúng không? Để đổ hết vào trong dự án này. Thì vì đây là GameFi ấy, thì là một cái dự án game, thì cái cộng đồng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong một cái dự án game đúng không? Thì Linda không biết là cái chiến lược marketing cũng như là phát triển cộng đồng của dự án mình là gì, đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam, thị trường trong nước ấy, là một quốc gia mà có rất là nhiều người quan tâm đến crypto nói chung và đặc biệt là mạng GameFi nói riêng. Thật ra là khi mà nói đến blockchain và crypto ấy, Linda, thì anh thấy là anh rất tự hào. Tại vì sao? Tại vì mình là một quốc gia mà mình gần như là tiếp cận và bắt nhịp với cái xu hướng công nghệ này 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 sớm nhất. Anh làm công nghệ mà, thì chục 15 năm trước thì là có những cái training về công nghệ, về big data này, về AI này. Thật sự là Việt Nam mình bắt nhịp khá là chậm, với lại là
cái nền tảng về gọi là công nghệ mà, thì nó cũng có những nền tảng cơ bản ở bên dưới. Thì là bên Mỹ hoặc là bên Trung Quốc các thứ thì họ họ quá mạnh, họ quá mạnh và họ 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 đầu tư rất khủng khiếp, nên bên dân mình là hơi hơi thiệt thòi. Nhưng mà đến blockchain thì anh thấy là mình có cơ hội đấy, Linh Đạt. Thì về chi tiết của câu hỏi này thì là anh thấy có mấy ý là về mặt là thị trường, đúng không? Thị trường thì đương nhiên là mình sẽ phải tiếp cận những cái thị trường mà từ từ xuất phát của dự án rồi, tức là Việt Nam nói riêng và cộng đồng Đông Nam Á nói chung. Là anh nghĩ đây là một cái cộng đồng mà mình cần 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 phải tiếp xúc đầu tiên, cần phải tiếp cận đầu tiên. Thì tại vì cộng đồng này vừa đông dân và vừa rất active với cái lĩnh vực crypto. Sau đấy thì là bên anh cũng đẩy mạnh những cái thị trường ở phía châu Âu, mà châu Âu thì bên anh tập trung vào những cái nước rất là cụ thể, ví dụ như là thị trường nói tiếng Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, và một thị trường nữa là thị trường về Nam Mỹ. Dân Nam Mỹ cũng cũng rất là sôi động về cái lĩnh vực này, Linda. Về mặt chiến lược tiếp cận thì cho đến thời điểm hiện tại thì bên anh đã xây dựng đầy đủ tất cả những cái kênh, những cái social channel để bên anh có thể tiếp cận được cái những cái khách hàng tiềm năng của bên anh, những cái gamer và hodler tương lai của dự án. Nhưng mà đâu đấy đi nữa thì cũng 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 rất cần là sự ủng hộ của cộng đồng và sự ủng hộ của những cái pool lớn như là Coin68, như là Linda, anh em mình đang ngồi ở đây vậy. Đấy. Còn về chi tiết về cái đối tượng mục tiêu ấy, thì anh muốn là bản thân anh muốn là cái con game của mình ấy thì sẽ tập trung vào vào gamer và vào những cái investor, vào những holder nhiều hơn. Tức là rồi đi đâu đấy nữa thì là game fee hay gì đấy nữa thì nó vẫn phải mang lại giá trị phần phần game nhiều mà em. Thì mình tức là mình sẽ nhấn mạnh nhiều hơn vào cái phần phần gameplay các thứ, và cốt lõi vẫn là gameplay, play game, enjoy và earn. Đấy là mục tiêu của Dropia đã. Ok. Rồi, ok. Thì vừa rồi là ba câu hỏi đến từ Coin68. Tại vì thật ra là bình thường là Coin68 sẽ chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà vì đây là cái dự án game của mình á, thì nhận được rất là nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng, cho nên là bên 68 thì sẽ để phần lớn các câu hỏi còn lại dành cho từ phía cộng đồng, để là mình có thể giải đáp được cái thắc mắc của rất là nhiều bạn về Drapia ha. Cho nên là bây giờ mình sẽ đến với cái câu hỏi Q&A từ phía cộng đồng luôn. Thì Linda sẽ đọc câu hỏi của bạn đầu tiên. Có tên lên là MK đâu đâu 006. Bạn hỏi là trong game Drapia thì người chơi có thể kiếm tiền bằng những cái phương thức nào? Và Drapia thì có biện pháp gì để đối phó với những vấn nạn về hack này, cheat này, bug để game có thể công bằng hơn? Câu hỏi này anh nghĩ là rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, đúng không? Thì game đây cũng có hai ý, đúng không Linda? Ý thứ nhất là mình có thể kiếm tiền bằng phương thức nào, đúng không? Thì anh sẽ trả lời ý Rồi. thứ nhất trước. Thì là như ở trên anh cũng có nói qua ấy, thì là mình sẽ có khá là nhiều hình thức để mình kiếm tiền. Đối với một dòng game play to earn thì không thể nào mà thiếu được cái phần là farming, phần staking, phần farming và phần staking ở trong 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 game. Ngoài ra còn có những thứ khác, ví dụ như là mình có thể là buôn bán NFT chẳng hạn trên marketplace, nó khá là nhiều. Anh có thể liệt kê vài thứ, buôn bán NFT chẳng hạn, rồi cho thuê NFT, tức là mà có những cái con rồng các thứ mà các bạn breeding ra mà cảm thấy nó không 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 align với chiến thuật của các bạn chẳng hạn, thì bạn có thể đem con NFT đấy cho thuê. Và đây cũng là một cái cách làm của team Dropia để thu hút gamer vào nhiều hơn. Tại vì có những gamer họ chưa muốn gọi là đầu tư một khoản tiền cụ thể để chơi, mà họ có thể thuê để họ chơi thử chẳng hạn. Nếu mà chơi thử hay thì có thể tiếp tục. Ngoài ra thì anh thấy là bên đội ngũ của bên anh thì rất mạnh làm ở game economic, rất mạnh làm những hệ thống reward system, nên
Bên anh sẽ tổ chức các sự kiện cũng khá là nhiều, và cũng sẽ là sẽ có những cái phần thưởng khá là ấn tượng cho những cái bạn mà tham gia những cái các sự kiện ở trong game, tham gia các tournament ở trong game, và là bảng là top trên những cái leaderboard của một cái tournament nào đấy chẳng hạn. Đấy thì thật sự là khá là nhiều, và anh liệt kê đây cũng không 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 thể hết được, nhưng mà đâu đấy là có rất nhiều thứ để mình có thể earn ở trong trong game, mình có thể earn và mình có thể enjoy trong game này. Cái bản đồ dạng isometric của những cái game thể loại giống như là Drapia thì rất là dễ để mình tích hợp những cái phần phần game module vào. Thì bản thân game module đấy sau này mình có thể tích hợp ra những cái thứ mang tính chất là yếu tố sau này của dự án, là ví dụ như là metaverse chẳng hạn đấy, hoặc là AR VR các thứ, thì sẽ có rất nhiều điều thú vị ở trong 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 những cái phần tích hợp đấy, và giúp các bạn là earn được rất là nhiều thứ. Chuyển sang ý thứ hai là ý liên quan đến hack với cheat, đúng không? Thì về mặt security thì như phía bên trên ấy, bên anh khá là tự tin, nhưng anh có thể list detail ra. Gần đây thì anh thấy là anh cũng thi thoảng nghe YouTube thì có thấy game này bị hack, game kia bị hack, không biết là người ta cố tình bị hack hay là người ta bị hack hay là người cố tình bị hack, nhưng mà đại loại là cái việc vấn đề security là vấn đề rất quan trọng, tại vì cái code smart contract là cái code mà ai cũng có thể đọc được. Đã là một con game tử tế thì người ta phải public smart contract, và DMV cũng vậy. Bọn anh cũng public smart contract cho mọi người đọc thoải mái. Thì để minh bạch hóa mà. Nhưng mà cái việc audit thì bên anh cũng làm rất là cẩn thận. Về smart contract thì bên anh làm với tận ba đối tác cơ. Ba đối tác cơ. Thì ba đối tác này sẽ audit theo dạng cuốn chiếu, và bên anh sẽ ra từng smart contract một, và từng cái smart contract đấy sẽ được lần lượt ba cái đối tác uy tín này verify. Và thật ra là bây giờ cũng đã verify được tầm 70 đến 80% các smart contract rồi. Còn một yếu tố nữa là về audit và pen test của những cái phần application mà off-chain ấy, thì cái đấy cũng rất là quan trọng. Và bên bên Dropia, mà cụ thể là TC Solution, thì cũng là partner của một số công ty liên quan đến security truyền thống, thì bên anh cũng đẩy những cái partner đấy vào, vừa là làm tối ưu cho cái hệ thống của mình luôn. Tức là game ra đến đâu thì họ sẽ nhảy vào, họ pen test, họ làm benchmark luôn cho từng từng phần module game một. Thì thật ra là như bên anh Vân các thứ thì anh cũng support bên anh khá là nhiều ở trong cái phần 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 security này. Ngoài ra còn còn có một nữa mà Lina anh chia sẻ nốt là tại vì trước đây thì có hiện tượng một số cái gamer ấy, chuyển nhầm tiền các thứ rồi refund refund các thứ, thì bên anh cũng lúc mà viết smart contract thì cũng là rất để ý đến những cái việc mà refund với cashback cho các bạn. Thì ở đâu đấy sẽ có những cái group và group chăm sóc của team game ấy, thì và cái smart contract của bên mình ấy cũng đã chuẩn bị cho cái việc là refund record và refund lại những cái thao tác mà lỡ các bạn có chuyển nhầm các thứ tiền nong các thứ vào, thì cũng là một cái support cho người dùng cuối mà anh thấy là cũng khá là có tâm của các bạn viết phần blockchain của bên bên anh. Ok. Linda thấy là anh Tú trả lời câu này rất kỹ luôn. Thật ra thì cái câu hỏi của bạn này cũng là cái câu mà tất cả mọi người quan tâm, đó là nó nói về hai cái vấn đề là vấn đề earn và vấn đề security, đúng không? Và hai cái vấn đề cực kỳ nhức nhối trong các cái game hiện tại. Cho nên là anh Tú đã giải đáp cực kỳ kỹ cái câu này. Hy vọng là bạn nào có thắc mắc thì có thể refer lại cái phần trả lời này ha. Rồi thì ngoài cái vấn đề earn và security á, thì cái câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Davichi1604 ấy, thì bạn lại quan tâm đến gọi là cái sự phát triển của game về lâu về dài hơn.
Tức là bạn nói là một cái vấn đề xảy ra với game á thì là có thể chỉ có cái cộng đồng người chơi vào lúc mới ra mắt thôi, còn khi mà đã bão hòa, tức là cái kiểu là đã nhiều rồi á, thì rất là khó để mà cộng đồng phát triển, thậm chí là có thể là bị giảm sút nữa. Thì team mình có giải pháp hay là chính sách nào không? Ồ, thật ra là cái này là cũng là một trong những cái câu hỏi mà một trong những cái vấn đề mà nhức nhối mà team bàn luận rất nhiều Linda này. Ngày trước thì như cái đêm tháng hay tháng gì đấy anh có trò chuyện với một bên quỹ Linda thì họ hỏi luôn là Rapia của mày có làm Ponzi không? Thì thật ra những cái game mà bây giờ có rất nhiều game làm thì là theo cái hình thức là lấy tiền của người sau người trước ấy, chia cho người sau để mà thu hút lượng gamer vào ấy. Thì thật sự là anh nghĩ là cái cách đấy là một cái cách nó rất là không 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 rất rất là không vững bền, rất là mong manh dễ vỡ đối với một cái thị trường mà cạnh tranh như thế này. Thì anh nghĩ ở đâu đấy thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào về về game economic thôi, game economic và tính năng ở trong game Linda. Thì bản thân nó lại quay lại cái phần đội ngũ thôi, lại quay lại cái phần đội ngũ làm game thôi. Đội ngũ làm game của bên anh thì thật sự là có họ dày dặn kinh nghiệm, họ rất là có kinh nghiệm trong những cái xây dựng những con game lớn. Xây dựng những con game lớn thật sự là khó nhất là ở cái chỗ là game economic họ phải cân bằng. Thì đâu đấy cũng họ cũng đã đem ra rất rất nhiều ý tưởng để cái việc là làm phong phú cái game economic và tạo ra sự cân bằng ở trong game. Từ cái việc là ra event game liên tục, rồi tổ chức tournament với các guild game, xong rồi các hệ thống reward các thứ, các hệ thống reward và hệ thống leaderboard nó linh hoạt và nó phù hợp cho cái hệ thống game của mình. Đấy. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì là game Rapia của mình ý, riêng team 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 phát triển ấy là toàn bộ là có khoảng 70 người. Nhưng mà riêng GD đã có khoảng 10 bạn rồi. GD tức là những người mà design ra tính năng ở trong game và những người làm cân bằng game ấy, những cái tính năng cân bằng trong game ấy, thì các bạn này cũng rất là những người rất có nghề và mà chủ yếu là cũng đến từ Gamelot và Gamelot International. Những bạn chủ yếu là mà chủ yếu ở đây là người bên 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 Pháp, thì các bạn ấy cũng design ra rất là nhiều tính năng mà thú vị để giúp mà Drapia để cân bằng ở trong game. Như đã làm chia sẻ về cái chỗ này thì chắc là còn còn dài lắm, anh chỉ có thể chia sẻ được một một ít chỗ này thôi, còn nếu mà có hôm nào có tiện thì anh kéo anh Tâm và anh Khoa trùm GD của bên anh ấy lên nói chuyện với mọi người thì sẽ rất là chi tiết, thậm chí có những cái chỉ số hoặc là có những cái feature rất là bé thôi nhưng mà mọi người bàn phải mất cả hàng ngày luôn ấy, ngày luôn, để làm sao để mà cân bằng từ yếu tố này và yếu tố kia ở trong game ấy. Thì cái đấy thì thật sự là anh rất tin vào chỗ anh Khoa lead đội GD, anh Khoa với anh Sơn lead đội GD. À, thật ra thì anh Tú chỉ trả lời ngắn thôi, nhưng mà Linda cũng thấy là đây là một cái vấn đề mà team mình đã bàn bạc này, thảo luận này, cũng như là phân phối rất là bài bản rồi, đưa ra những cái ý tưởng để có thể giải quyết cái vấn đề về lâu về dài rồi, thì mình có thể thấy được cái gọi là sự quan tâm cũng như là cái tâm huyết của mình đối với Travia rồi. Cho nên là Linda không cần nghe hết phần còn lại nhưng cũng thấy rõ được. À, thì một bạn nữa có tên tên là Arrow7788 thì lại hỏi câu hỏi về token nhiều hơn. Thì mới nãy mình vừa nói về các cái tính năng của token như là staking vân vân đúng không? Thì bạn hỏi là hầu hết các nhà đầu tư ngày nay á, thì chỉ tập trung vào cái giá token trong ngắn hạn thay vì hiểu giá trị thực sự của dự án. Thì mình có thể chỉ ra các cái lợi ích để các nhà đầu tư nắm giữ token của dự án lâu dài không? Thật ra là cái này trả lời như thế nào nhỉ? Thật ra là team Rapia thì tập trung vào là không phải tập trung mà là bọn anh ưu tiên cho investor và cho gamer nhiều hơn là Linda.
Còn tất nhiên trader thì họ vẫn có thể vào họ đầu tư cho con game của mình, nhưng mà bên anh khẳng định lại là bên anh sẽ tập trung cho investor, cho gamer nhiều hơn, tức là những người muốn trải nghiệm ở trong game ấy, Linda, chứ không chỉ là mua token xong ngày chờ nó tăng giá xong rồi hãy bán đi. Thật ra là anh thấy là bên anh không chưa chú trọng về cái đấy, mà chú trọng chủ yếu về investor với gamer thôi, Linda. Ok, tức là mình vẫn đang coi trọng nhất cái giá trị cốt lõi của cái game bên mình đúng không? Chứ không phải là chỉ là cái việc mà tăng giá, giảm giá hay là bán ra, mua vào các kiểu đúng không? Rồi thì có một cái câu hỏi đến từ bạn GNC Shop 1 cũng khá là hay. Thì hầu hết các bạn bây giờ thì cũng khá quan tâm tới cái kế hoạch audit. Thì không biết là dự án mình đã có cái kế hoạch audit nào chưa, và mình có thể kể tên các công ty được audit được không? Về phần audit thì bên mình đã hoàn thành đến 70-80% rồi rồi Linh ạ. Thì thật ra là team blockchain là team team chạy nhanh nhất, team chạy nhanh nhất, tại vì ở một phần là cũng vì là cái phần cái phần blockchain này thì cũng đã được 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 chuẩn bị khá là kỹ cả. Ba bên mà bên mình làm, thật ra là đầu tiên là có bốn bên Linh ạ, là Static này, Hyen này, Moon Pool và Verichain. Thì sau đấy thì mình lại bớt một bên, lại bớt một bên. Thì thật ra tại vì họ, cái này thì mình không muốn nói tên rõ, nhưng mà đại loại là họ họ audit một số con game, họ để ra khá là nhiều lỗi, khá là nhiều lỗi, nên xảy ra một số cái vụ hack nó không đáng có, nên mình loại bớt cái team 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 bên đấy. Còn lại là ba team, còn bây giờ thì là tiến độ audit nó khoảng được 70-80% rồi, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Có code mình sẽ top list các thứ lên GitHub sau khi mà các bạn ấy fix toàn bộ bug xong. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi của một bạn là bạn Yomos8989. Cái câu này thì rất thú vị, tại vì Linda thấy là hầu như ở tất cả các buổi AMA về game thì đều có câu này, là bởi vì á thì cái game ở Play to Earn này luôn luôn phải gọi là cạnh tranh với cái game truyền thống về cái mảng là đồ họa, gameplay các kiểu, tại vì mọi người muốn một cái game thú vị thật sự có thể giữ chân được cái người chơi đúng không? Vậy thì cái bạn này hỏi là đội ngũ mình đã từng phát triển game ở thị trường game truyền thống chưa, và nếu có thì đó là những game nào? Ồ, cái này thì là cái này thì đáng ra nếu hôm nay mà Linda cho phép thì anh kéo các anh ấy lên thì có phải là các anh chút bầu tâm sự thì phải tốt không? Mình lại thay mặt các anh ấy trả lời. Ok, thì team làm game thì ở dự án Dropia này thì mình retouch lại lần nữa là team rất mạnh. Hầu hết là các key member của Gameloft Việt Nam, mà Gameloft Việt Nam thì là cũng là trái tim của Gameloft International, tại vì toàn bộ phần game thì họ là đem về Việt Nam làm hết. Thì mình giới thiệu qua một số anh thôi, anh Tâm thì anh cũng có khoảng 10 năm làm game rồi Linda. Thì anh làm đâu đấy tầm khoảng 200 cái project về game rồi. Ngày trước là trước khi anh ấy nghỉ, anh ấy ra Elefant ấy, thì anh ấy quản lý cả nghìn người của Gameloft cơ. Thì có những cái tựa game mà rất nổi tiếng thì trong đấy là tất nhiên là không thể sót được là Brawl Mania Legend rồi, tại vì con game đấy là con game khơi nguồi cảm hứng cho bạn Dropia của mình. Ngoài ra thì có một số con game khác như là Nova rồi Little Big City, nói chung là khá là nhiều game to đấy. Đâu đấy thì nếu mà cần có một hôm anh kéo anh Tâm lên đây chia sẻ thì sẽ cộng đồng sẽ thấy được là anh Tâm là một người làm game rất có nghề và rất là tâm huyết. Còn anh thứ hai là anh Sơn thì cũng đâu đấy là cũng thế hệ của anh Tâm, thì cũng là một trong những cái người mà tham gia rất là cuồng nhiệt với một tựa game vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam mà làm đến tên tuổi của Vina Game ấy, là Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì anh cũng tham gia GD các thứ, tham gia GD và phát triển những cái phần ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ, bao nhiêu tính năng hút máu người chơi là từ đấy mà ra đấy Linh ạ. Còn anh thứ ba là anh Đạt, thì anh Đạt thì
Anh Đạt thì quá nổi tiếng rồi, anh Đạt là CEO của Game Lot Việt Nam, thì bây giờ vẫn là người người advisor quan trọng và người đem ra những cái ý tưởng liên quan đến hệ thống cân bằng của game game economic. Thì anh Đạt là một trong những cái người mà đầu tiên của Game Lot, từ cái hồi mà Game Lot nó có khoảng 15 người thì bây giờ nó đã có mấy nghìn người rồi. Thì về 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 kinh nghiệm của anh Đạt thì thật sự là đáng đáng nể phục, tại vì anh ấy đã trải qua từng đấy năm để build build up từ một cái studio nhỏ thành một cái con game, một cái công ty game mang tính chất là tầm cỡ thế giới. Thì thật ra là bây giờ thì là vài trăm, 400, 500 mấy các thứ là những cái phần mà những cái con game mà anh ấy đã từng publish và từng 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 control, từng quản lý. Đấy. Về sơ lược là có ba anh đấy là đình đám nhất, còn có những anh khác nữa thì chắc là sẽ làm thiên về những công việc liên quan đến chuyên môn hơn. Linh ạ. Thực sự thì các bạn cộng đồng mà quan tâm câu hỏi này thì các bạn muốn là biết được là đội ngũ mình đã phải từng có kinh nghiệm là ở bên game truyền thống rồi, để các bạn có gọi là có thể tin tưởng vào cái bước phát triển chờ đợi và tin tưởng vào cái sự phát triển của Rabia thôi. Nhưng mà nghe anh Tú kể thì mới thấy là cái đội ngũ của mình thật sự hùng hậu và có rất là nhiều kinh nghiệm bên cái mảng game truyền thống này. Ok, Linda sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Big Mac D789. Câu hỏi bạn này khá là dài, đó là bạn bảo là thị trường GameFi thì đang dần dần bão hòa do có quá nhiều IDO nhưng game thì vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Thì quý 1 năm 2022 á, thì sẽ có rất nhiều dự án ra mắt game chính thức. Thì Trabia có chiến lược gì để vẫn thu hút nhiều người chơi ở trong cái thời điểm đó, và đặc biệt ở trong cái tình thế cạnh tranh cao như vậy? Thật ra là cái câu hỏi này là một cái câu hỏi mà anh nghĩ là tất cả những cái tựa game ở Việt Nam hoặc là thế giới làm ở trong cái thời điểm này thì là đều phải để ý và đều phải cân cân nhắc này. Tại vì GameFi thì anh nghĩ là nó đang theo 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 quan điểm của anh với team thôi, nó đang là ở early stage thôi. Tức là nó còn có những cái thời kỳ nó điều chỉnh và có những thời kỳ điều chỉnh và có thời kỳ phát triển lâu dài nữa. Thì theo như team thống kê thì bây giờ nó có khoảng từ 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 tháng mấy, tháng 5, tháng 6 bây giờ nó có khoảng là đâu đấy là cũng khoảng 800 cái tựa game. Và nhưng mà chỉ có khoảng 20% dự án là ra được game. Thì cái vấn đề là người chơi người người ta bị đói về game, thì người ta không không gọi là nếu mà một cái thời điểm nào đấy họ thấy có quá nhiều con game ra nhưng mà không thấy một con game chính thức nào phát hành ấy, thì họ sẽ cảm thấy thất vọng và cảm thấy không ủng hộ với game free nữa, Linda. Thì thật ra là đối với dự án Propia thì như lúc đầu thì anh cũng còn nói đến cái việc là cái strategy, Marvel strategy thì là bọn anh tách nhỏ những cái con game, những cái phần game ở trong cái con game chính ra và tách ra những cái module game nhỏ để người chơi có thể tiếp cận nó nhanh hơn. Thì thật ra là về mặt chi tiết cụ thể thì là anh cũng leak ra luôn là sau thời điểm mà IDO ấy thì bên anh sẽ có một cái whitelisting game luôn, whitelisting game nhé, game luôn nhé, thì là cũng là hình ảnh con rồng và chơi một cái mini game để mình bắt đầu làm quen với cái những yếu tố quen thuộc ở trong game. Sau đấy là từng tháng một bên anh sẽ release ra các module game. Các module game này thì như anh nói là cũng lôi từ con game chính ra thôi, và để educate người chơi và để cho người chơi được tiếp tiếp cận liên tục, được play liên tục và được enjoy, được ơn liên tục với con game của mình, thay vì chờ đợi một cái phiên bản chính thức to là cái bản alpha. Bản alpha game của bên anh sẽ release khi mà có khoảng 3 hoặc 4 module con game chạy qua. Thì mong là mọi người đón nhận và ủng hộ team Trapia
Thì đâu đấy thì những cái module game đấy thì vẫn là lôi từ con game chính ra thôi, và vẫn có những yếu tố đầy đủ là play, enjoy và earn. Thì nó cũng là một cái động lực để team có thể tiếp cận, và team có thể giúp người 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 chơi game là tiếp cận với con game của mình sớm hơn anh Linda. Rồi thì con số 8 cũng sẽ pin những cái link đến các kênh social của Rabia ở dưới phần description cho bạn nào quan tâm tới dự án cũng như là muốn tìm hiểu thêm về Rabia. Và vậy đó là cái phần Q&A của con số 8 và Rabia. Và nếu bạn thích video này thì hãy cho con số 8, cho video này một like và một con số 8 TV một subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ok. Cảm ơn Ok, Linda. bye bye mọi người. Bye. Cảm ơn anh. Bye.